Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Thịnh Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích với bình luận gia Đại Dương và Vạn Lý. Xin cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình bình luận. Kính thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Iran Hassan Rouhani đều đọc diễn văn tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có liên quan đến chương trình nguyên tử hạt nhân. Và sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi phần bình luận với bình luận gia Đại Dương về thực hư trong mối quan hệ Mỹ-Iran. Trước hết xin kính chào bình luận gia Đại Dương. Chào cô Vạn Lý, kính chào quý vị. Vâng, thưa ông, Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ cố gắng giải quyết vấn đề nguyên tử Iran và quan hệ giữa Israel và Palestine trong nhiệm kỳ 2, thì ông đánh giá như thế nào? Theo tôi thì cái mối quan hệ này rất là khó, bởi vì từ năm 1979 cho tới nay đã có 5 đời tổng thống mà không giải quyết được vấn đề mối quan hệ. Lý do giản dị hết sức là sự khác biệt về cái tham vọng của mỗi bên. Thí dụ như Hoa Kỳ thì vẫn muốn duy trì cái tham vọng là mình kiểm soát tất cả mọi vấn đề ở tại Trung Đông. Thì ngược lại, ông Iran, ông bảo bây giờ ông lớn mạnh rồi, ông là một cái nước gọi là cách mạng Hồi giáo rồi. Thì ông muốn là ông phải là người kiểm soát hoặc là ít nhất là đóng vai trò quan trọng ở tại đó. Nhưng việc ông đóng vai trò quan trọng đó, Mỹ không chấp nhận, cũng như là các cái nước theo phái, theo cái dòng Shia Sunni, họ cũng sẽ không chấp nhận. Mà chúng ta biết rằng dòng Sunni là chiếm đa số ở tại Trung Đông. Do đó Mỹ chắc chắn là phải nghiêng về phía cái dòng Sunni. Và hơn nữa thì Iran lúc nào ông cũng muốn là tiêu diệt Do Thái. Và công khai hoặc là không hay là kín đáo thì chủ trương của họ vẫn không thay đổi, là phải diệt dân tộc Do Thái và xóa Israel, quốc gia Israel ra khỏi bản đồ thế giới. Đó là những cái trở ngại mà hai bên không thể nào có ngồi bàn đàm phán để mà bàn cãi vấn đề đã được. Ngay từ cái khởi đầu đã sai rồi, nghĩa là đã không thể chấp nhận được rồi. Không bên nào mà chịu nhượng bộ cả. Kế tiếp chúng ta thấy rằng cái trước khi đến Đại đồng Liên Hợp Quốc thì hai bên, cả ông Tổng thống Obama, cả Tòa Bạch Ốc cũng như ở tại Tehran là họ nói rằng hai bên ông Tổng thống này có thể gặp nhau. Nhưng mà cuối cùng không gặp nhau, điều đó cái gì nói lên? Có nghĩa là hai bên chưa chắc đã có một cái sự hòa giải nào đó, hay là có cái dấu hiệu gì để mà hai người gặp nhau. Bởi vì hai người không gặp nhau, tức là cái dấu hiệu bế tắc vẫn còn tiếp diễn, thưa cô. Vâng, thưa ông, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry, cùng người đồng nhiệm với năm Ngoại trưởng Pháp, Anh, Đức, Nga, Tàu gặp nhau vào ngày 26 tháng 9 tại Liên Hợp Quốc để bàn về cái vấn đề nguyên tử Iran. Liệu có cái kết quả gì không, thưa ông? Theo tôi thì kết quả nó còn xa xôi, bởi vì mặc dù ông Tổng thống Rouhani đã tuyên bố tại Đại đồng Liên Quốc rằng mình sẽ cố gắng giải quyết vấn đề trong vòng từ 3 tới 6 tháng thôi. Nhưng câu chuyện đó có vẻ là chỉ nói mà thôi, chứ còn thực tế chưa có. Bởi vì sao? Thứ nhất là Iran họ muốn Hoa Kỳ thừa nhận rằng họ có quyền khai thác cái năng lượng hạt nhân mà không cần đến cái sự giám sát, không cho phép các nước giám sát. Nhưng nó mấu chốt ở chỗ đó, bởi vì họ buộc phải tin. Nhưng mà họ không muốn người khác xem xét rằng cái việc đó tôi có thi hành hay không. Mà điều đó không những xảy ra đối với Iran mà cũng đã từng xảy ra với Bắc Hàn rồi. Họ chỉ làm cái điều gọi là mời anh mà bàn đàm phán, để trong cái thời gian đó tôi là chuẩn bị, tôi là nghiên cứu những vấn đề, tôi phát triển cái chương trình vũ khí của tôi. Rồi đến chừng nào tôi không muốn nữa, tôi tuyên bố rằng tôi rút khỏi hiệp ước cấm vũ khí nguyên tử. Thì giờ Iran là hiện nay đang ở trong cái hiệp ước đó, đang tham gia cái hiệp ước chống vũ khí nguyên tử. Nhưng mà khi họ đã có đủ khả năng để chế bom nguyên tử rồi, thì họ sẽ rút như trường hợp của Bắc Hàn đã làm. Như vậy đó là một cái khó khăn về kỹ thuật, cũng như cái thời hạn mà họ đòi Tây Phương phải tháo dỡ từng bước cấm vận. Thì trong khi tháo dỡ đó thì họ cũng có thể cho quan sát viên đến thăm chẳng hạn, nhưng mà họ không cho thăm tất cả, thăm chỗ này chỗ kia theo ý của họ. Chỗ này họ không muốn cho thăm, chỗ kia họ cho thăm. Thì cũng có đi qua đi lại rồi cãi nhau cãi tới cãi lui. Trong thời gian đó dĩ nhiên là họ tập trung cái việc để làm thế nào hoàn thiện
cái chương trình chế tạo vũ khí của họ. Thì đến chừng đó họ lại bước, cứ họ từng bước một như vậy đó, họ cứ vừa tôi gọi cái kiểu là kiểu đánh đàm đàm, nghĩa là họp lại rồi cãi nhau rồi họp lại, cứ làm như vậy. Và cuối cùng thì câu chuyện về cái chương trình vũ khí hạt nhân, chương trình vũ khí nguyên tử của Iran cũng đứng tại chỗ. Và cái chuyện mà nói giải quyết trong vòng 6 tháng, 3 tháng thì tôi e rằng đó là một cách nói, chứ không thể thực tế giải quyết được, dựa trên cái chính sách của hai nước và dựa trên cái kỹ thuật để mà giải quyết cũng không có, thưa cô. Vâng, xin cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận của bình luận gia Đại Dương với chủ đề Thực hư trong mối quan hệ Mỹ-Iran. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúng tôi trân trọng kính chào.